Ở đây là sông nước hữu hữu tình quý vị. Khi mình cắt thời cờ thì mình không có nhận đồ nữa thì cắt bát thôi. Bát vô ha. Vâng, Duy Minh kính chào quý cô chú vị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại một cái khu rừng đước, khu gọi là cánh đồng rất là hoang vắng luôn quý cô chú anh chị. Và bà con cô bác thấy rồi đó. Trước mặt quý cô chú anh chị là hình ảnh của là sư Chí Hải đang đi trên một cái con kinh. Phải nói là con kinh này rất là nhiều đá luôn quý cô chú anh chị ơi. Nhưng mình rất là khâm phục những cái hành nguyện của là sư các sư nè. Nhất là đôi chân của sư cũng vừa mở hết. Và theo như là Duy Minh biết là sư đi như thế này để là rèn luyện thể dục thân thể của mình và cho nó thích nghi với là đôi chân của mình đá ha quý anh chị, để sau này khi mà gặp được các thầy với nhau thì có thể là đi đôi chân không sợ đau nữa quý cô chú anh chị. Đá lắm quý anh chị nè, con cô bác thấy không, đôi chân của thầy của thầy nè đó. Đi như thế này thì bà con cô bác thấy cái hạnh nguyện nó lớn cỡ nào. Đâu phải ai muốn đi được là đi quý của chúng chị. Có duyên lành mới là nguyện những cái hạnh này thôi quý của chúng chị ơi. Chứ thật chắc là thì tu có nhiều cái cách tu quý chị đó, nhiều cái hạnh nguyện. Dạ con chào sư. Nãy giờ sư đi chân ở đường này đau không sư? Dạ cũng hơi đau. Dạ, dạ. Thấy chân đi sư đi cái đường này rất là ấy quý cô chú anh chị. Phải nói là đường này đá không quý cô chú anh chị, đi phải nói là thốn á. Thấy sư đi mà lòng mình nó cũng thốn thức luôn quý cô chú anh chị ơi. Đôi chân trần đi khắp buôn phương. Ở đây là bà con cô bác là chim kêu ríu rít luôn sông suối đó quý chú anh chị. Ở đây là nước sông xanh âm luôn. Phải nói là rất là đẹp khi nhìn thấy những cái hình ảnh ha của sư đó, đi như thế này thì bà con cô bác là khi mà sư đi về đây địa phương thì người ta hỗ trợ hết mình, không có ai làm khó khăn hết quý cô chú anh chị. Đó, giống như mà lời của là sư Chí Hải chia sẻ quý cô chú anh chị. Quá tuyệt vời luôn ha. Đó. Hy vọng là các sư ở các nơi, các tỉnh khác nhau thì cũng được là thân tâm, an lạc, tu hành cũng tinh tấn, có nơi có chỗ. Như sư Chí Hải đây, như sư Chí Hải và sư Minh Nhuận thì hồi sáng Duy Minh cũng có chia sẻ rồi, cái thông tin cũng rất là vui, sẽ có một cái cốc mới rồi để hôm nào Duy Minh sẽ qua đó là chia sẻ cho bà con cô bác xem nha. Đó, bây giờ thì Duy Minh cũng tạm thời chia sẻ ở đây đó, cho bà con cô bác xem. Vâng, quý cô chú anh chị ơi, đó, sư đi ra một cái con đường rất là nắng luôn quý cô chú anh chị. Đến cái đường này thì sư đi rất là nhanh nha, đi nhanh lắm. Tại vì nắng á, nắng cho nên sư đi rất nhanh. Anh em mình quay cũng cách xa quý cô chú anh chị, không có làm phiền gì ha. Quay những cái hình ảnh của sư đi khắc thực như là đi bộ hành theo giống như y như cái hạnh nguyện 13 hạnh đầu đà. Thấy không? Tôi đi vừa khói vừa bụi ha. Đầu trần chân đất đi khắp muôn nơi. Hy vọng là 3 tháng kiết hạ an cư kiết hạ này sư được là thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn hơn. Khi mà con người đã giác ngộ và tu hành tinh tấn thì sẽ cái trí huệ nó sẽ sáng suốt quý vị.
Nhưng mà cái trí huệ nó sáng suốt xong á là sẽ chia sẻ nhiều về cái gọi là Phật pháp, nó sẽ hay để cho bà con cô bác khi mà nghe được những cái lời của các sư thầy nói á, là mình cảm thấy nó ý nghĩa lắm. Như sư Minh Toại đó quý anh chị, ông ít nói mà khi mà ông nói ra thì phải nói là đúng nghi luôn quý cô chú anh chị đó. Và rất là ý nghĩa, cái ý nghĩa rất là thâm sâu luôn. Mong rằng những cái hình ảnh này được lan tỏa đi kể cả hiện tại giờ bên Ấn Độ, các nước nước ngoài thì luôn luôn lúc nào cũng là xem sư Minh Tuệ giống như là một thánh nhân gì đó quý anh chị. Đây là Di Minh xem lên những trang mạng thì nói như vậy, thì cái thì tự do tín ngưỡng mà, cho nên là ai muốn chia sẻ cái tâm tư của mình như thế nào thì chia sẻ thôi quý cô chú anh chị. Còn Di Minh thì Di Minh rất là nể các sư, cái hạnh nguyện của sư, hạnh nguyện giống như sư Minh Tuệ đó, học theo những cái điều đó. Mà sư Chí Hải thì mới tu tập cho nên cũng chưa biết gì nhiều đó, mong bà con cô bác cũng khi đến tất thực các nơi bà con cô bác cũng là giúp đỡ giùm đó, để trợ duyên cho các sư có cái sự tu tập cho nó mau đạt được như ước nguyện của mình ha. Quý cô chú anh chị ơi, sư Chí Hải cũng vừa tới. Đây, hình ảnh. Mình mệt rồi, mình vô nghỉ mệt đi sư. Dạ, vô đây mình nghỉ mệt tí xíu đi. Dạ. Nãy giờ đi xa rồi. Dạ. Sư thì mệt đây một tí rồi quý cô chú anh chị, rồi sẽ đi tiếp về nhà. Mình nghỉ chân đây một tí xíu là mình khi mà mình đi lại là mình đi vòng về nhà luôn hay sao? Đây là đi gọi là đổi đường rồi đó quý cô chú anh chị, cho nên là đổi đường xong là sư sẽ đi về vòng về. Đi một vòng như vậy cỡ độ khoảng cỡ bao nhiêu cây sư? Chắc cỡ tầm chắc chừng 4 cây. 4 cây. Thành tốt. Dạ. Ở đây là sông nước hữu tình quý vị. Lấy cái đi chùm cái bát lại á. Vâng. Thờ bụi sao chưa nước không chưa? Dạ, khi mình thức thờ cờ thì mình không có nhận đồ nữa thì cắt bát vô. Cắt bát vô ha. Vâng. Dạ. Khi mà... Ủa cái này là do tự sư biết hay là có các sư huynh đệ gì chỉ? Vâng, có sư huynh đệ chỉ. Dạ. Buổi sáng thì mình khắc thực thì mình để bát ra ngoài. Dạ. Khi mà mình khắc thực cảm thấy đủ rồi thì mình cắt bát vô. Dạ. Hàng chi hổng giờ con thấy sư hay dùng xong hay che cái bát lại. Sư bữa nay cái y của sư đẹp quá. Chân của sư bữa nay có bị phồng nữa sư? Dạ, chân con hết phồng rồi. Hết phồng hả sư? Dạ, quá mừng ha. Dạ vâng, nó chai từ từ rồi. Từ từ vậy là nó thích nghi với đường ha sư. Dạ. Với lại sư cũng
cứ đi đều đều như vậy cho nên biết thì cái da nó ra da non không, giờ nó hơi chai từ từ lại. Ở đây là sông nước hữu tình luôn á quý cô chú anh chị. Ở đây như là nước ngọt hết rồi đúng không? Vâng, ở đây nước ngọt. Yeah. À, chú kiến cứ bò lên mình hoài luôn á. Nấu tiêu rồi. Ở đây kiến quá kiến rồi quý cô chú anh chị ơi. Kiến lửa quá trời luôn nè. Nè. Quá kiến lửa luôn nè. Đây. Kiến lửa dữ dằn luôn nè quý cô chú anh chị. Nè, chú kiến đậu vô tay mình. Như ngày xưa là mình không đi theo sư là mình giết nó rồi đó quý anh chị. Nhưng mà mình đi theo sư giết là mình chỉ thổi cho nó bay xuống thôi. Đó, bay xuống đó. Chứ không có giết nó nghe quý anh chị. Đó. Nè, quá trời kiến luôn nè quý anh chị nè. Chứ mình học mình nhớ trong cái bài không biết là sách lớp mấy, lớp 2, lớp 3 gì đó. Mình học cái bài là một đàn kiến nhỏ chạy ngược chạy xuôi à, chạy xa hàng này rồi đâm qua hàng kia đó. Bây giờ mình còn nhớ quý anh chị, lâu rồi, mấy chục năm rồi. Kiến quá trời gì luôn ha quý chúng chị à, một đàn kiến nhỏ chạy ngược chạy xuôi. Ờ, trời chứ mưa quá xưa ơi. Trời chứ mưa quá này luôn nè. Dạ. Sư nghỉ đây một tí xíu cái. Ủa, chân của sư sao cái thấy còn đỏ đỏ hả? À, cái này hôm bữa nó đi nó cấn cái móng á. Cái móng gớm cái, mấy luôn hả? Không, cái này con ấy thuốc đỏ cho nó mau đỏ nó lành. Dạ. Cái này nó dọn lên một bữa là nó dạ. Gì cũng đỡ rồi. Đó. Sư đây nghỉ chút rồi mình sư sẽ đi tiếp ha à, quý chú anh chị. Thuốc vô rồi, bữa nó bây giờ nó chịu cái móng nó cấn, móng nó dài á. Dạ. Cấn nên con cắt rồi. Thì sư đi buổi sáng quý anh chị xong rồi buổi trưa về thì sẽ mình xem kinh rồi ha sư. Còn cái bàn cần. Chai lên ha. Hết à, bị ấy rồi. Hết bị hết phòng rồi. À, bữa gặp sư đầu tiên trên cầu Nguyễn Thuận quý cô chú vậy phòng quá tàn luôn nghe này dạ. À, giờ cái dấu còn ha cái dấu còn nè bên đây rồi thì cô chú anh chị cũng xem video bên trên cầu Nguyễn Thuận nha. Đây cũng chẳng còn da non đang là da non nói chung là giờ cũng lành 80 rồi đó. Cái này nghĩ chắc tầm khoảng 1 tháng nữa là nó dài nó dài dài dài, dài lên nhiều luôn. Mình có đạp đá đi ti cũng đỡ đau. Dạ. Sư giờ đi con nghĩ chắc cũng cắn cũng còn khốn đó. Dạ, vâng, cắn dạ. Cũng còn khốn. Ủa mình đi vào buổi sáng gì sao mình không để cái y đó ở nhà cho nó nhẹ sư? Vâng, tại vì cái này mình đủ y thì mình đi đâu mình mang y theo đó, người đâu thì y đó. Vâng. Dạ. Vậy ha. Thấy cái y đó chắc cũng phải 2-3 kg sư. Vâng, cái y này nó tới 2 lớp rồi thì nó gấp đôi, nó nặng gấp đôi cái y này. À, thấy dạ. Nó dày, thấy cũng khá là nặng á. Vâng. Mày hên là tao đi với sư nha, tao không có giết mày nha. Không mới bình thường là tao giết mày đó. nó cắn mình. Trời ơi, không cắn mình hoài luôn mệt, ông ghê á. À, thôi quý cô chú anh chị ơi mình cũng cảm ơn sư đã chia sẻ tí xíu ha và chúc cho bà con cô bác xem video của Di Minh thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống và cảm thấy là vui vẻ hạnh phúc là mình cũng vui vẻ hạnh phúc nha quý cô chú anh chị. Thì mình xin chào bà con nha à, bà con đừng quên nhấn like và chia sẻ ủng hộ kênh Di Minh Vlog nha. Thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều.